Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series các video chia sẻ của mình. Thì hôm nay sẽ là mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình đã xây dựng sự nghiệp bằng bốn cái cách thức nó rất đơn giản mà mình học được từ thầy Phạm Thành Long, đó là người thầy vĩ đại của mình. Thứ nhất đó là gì? Đó là tính kỷ luật. Cái thứ hai đó là hành động bất chấp sự sợ hãi. Thứ ba đó là lòng biết ơn. Và thứ tư đó là sự chính trực. Thì tại sao mà mình lại nói là bốn cái này nó rất đơn giản nhưng mà nó giúp mình thành công trên cả mong đợi, đúng không ạ? Đầu tiên là sự kỷ luật. Cái sự kỷ luật nó mang lại sức mạnh, cái sự kỷ luật nó mang lại cái sự quyết tâm rất là lớn. Nếu như mà chúng ta vượt qua được cái sức ỷ bản thân thì bắt buộc phải có kỷ luật mới vượt qua được những cái sức ỷ bản thân, những cái nỗi sợ hãi của mình, đúng không ạ? Thì chúng ta thiết lập cho mình những cái thói quen tốt, những cái thói quen tốt như vậy. Sau đó là khi thiết lập được thói quen tốt rồi, chúng ta sẽ phải duy trì cái thói quen đấy liên tục mỗi ngày, đúng không ạ? Thì nó mới có kết quả. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là hành động bất chấp sự sợ hãi. Nếu tức là tiềm ẩn trong trong con người của chúng ta luôn luôn là những cái nỗi sợ, đúng không ạ? Chúng ta sợ thất bại, sợ không làm được, chúng ta sợ mình lại sẽ đổ vỡ, chúng ta sợ mình sẽ lại tiếp tục phá sản, chúng ta sợ mình lại không làm được việc gì đó. Thì chính cái nỗi sợ đấy nó ghìm chân chúng ta ở lại những cái thứ mà chúng ta đang có, đó là không có một cái tài chính tốt, không có một cái tư duy tốt, không có được cái cuộc sống tốt, thì cái nỗi sợ nó sẽ giữ chúng ta ở lại cái tầng bậc đấy, và chúng ta phải hành động bất chấp cái sự sợ hãi đấy để có kết quả mới. Bởi vì như 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 thầy mình có nói và mình cũng đúc kết được, đó là các bạn cứ hành động đi, nếu như mà nó thành công thì nó sẽ mang lại cho chúng ta thành quả, nhưng nếu như mà không thành công thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái kinh nghiệm rất là quý báu, và những kinh nghiệm đấy trước sau gì chúng ta cũng sẽ phải trải qua, đúng không ạ? Và cái vấn đề thứ ba đó là lòng biết ơn. Trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn phải có lòng biết ơn. Chúng ta phải biết ơn khách hàng của mình, chúng ta phải biết ơn đồng nghiệp của mình, đúng không ạ? Tức là trước kia giờ chúng ta chỉ biết ơn đến cha mẹ thôi, đúng không ạ? Biết ơn đến đấng sinh thành thôi, nhưng mà như thế chưa đủ. Chúng ta phải biết ơn tất cả những người xung quanh mình, biết ơn khó khăn đã đến với mình, đúng không ạ? Biết ơn tất cả mọi người. Đấy, thì khi mà chúng ta có lòng biết ơn như vậy thì chúng ta sẽ nhận lại được những cái, sẽ được vũ trụ phản hồi lại những cái điều tốt đẹp đến với chúng ta. Trong mình nhớ trong một câu nói, không nhớ nữa, ở quyển sách nào nói nào. Nếu như ai đó không có sẵn lòng biết ơn thì vũ trụ sẽ tước đi hết của họ. Còn ai có lòng biết ơn rồi thì đại ý là người đó sẽ có được cuộc sống đủ đầy và sẽ có được những điều họ muốn. Đấy, cái lòng biết ơn rất quan trọng, nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn, đúng không ạ? Giúp cho chúng ta sống một cách tử tế hơn. Và cái thứ tư cực kỳ quan trọng đó là sự chính trực trong bất kỳ công việc gì, trong bất kỳ lĩnh vực gì và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải duy trì được cái sự chính trực, phải phải giữ cho cái con người mình, cái phẩm chất của mình lúc nào cũng phải là con người chính trực. Thì đấy là bốn cái yếu tố mà mình áp dụng xuyên suốt và nó giúp cho mình để nói là ngày hôm nay vào thành công không phải thành công, nhưng ít nhất là so với mình của 1 năm về trước, của 2 năm về trước, của nhiều năm về trước, nó đã khác hẳn rồi. Nó khác về tư duy, khác về cuộc sống, khác về tất cả mọi cái, đúng không? Nhưng cái lớn nhất mình nhận được đó là nó khác trong cái bản năng con người của mình. Ngày xưa mình sống theo bản năng và mình làm theo đúng cái bản năng của mình, nhưng bây giờ mình đã có những cái mục tiêu, những cái lý tưởng rõ ràng để mình làm và mình hành động, đúng không ạ? Mọi người nhớ nhá, bốn bốn cái điều này mà mình áp dụng và mình đã thay đổi được cuộc sống của mình, đó là cái tính kỷ luật, cái thứ hai là hành động bất chấp sự sợ hãi, thứ ba là chúng ta phải có lòng biết ơn, và thứ tư đó là chúng ta phải có sự chính trực. Bốn cái yếu tố này nếu như thiếu một trong bốn yếu tố, nếu như thiếu một trong bốn yếu tố thôi thì nó sẽ giúp chúng ta khó hơn rất là nhiều để đi đến những con đường thành công. Cho nên là làm gì cũng phải có đủ bốn yếu tố này. Mình nhắc lại đó là gì? Đó là kỷ luật, đúng không ạ? Đó là hành động bất chấp sự sợ hãi. Hãy gạt qua nỗi sợ, hãy để cái nỗi sợ trong con người chúng ta ở lại phía sau và chúng ta tiến về phía trước với lòng dũng cảm, với sự can đảm, đúng không ạ? Thứ ba đó là chúng ta phải có lòng biết ơn, và hãy biết ơn cha mẹ mình, biết ơn cuộc sống, biết ơn khó khăn ngày hôm nay đã đến với mình, biết ơn đồng nghiệp, biết ơn khách hàng,
biết ơn cấp trên đúng không ạ, biết ơn tất cả mọi người đã giúp cho cuộc sống của chúng ta có đủ mùi vị đúng không ạ, có đủ các cái mùi vị thăng trầm đúng không ạ. Và thứ tư rất quan trọng là chúng ta phải có sự chính trực, làm bất kỳ công việc gì, bất kỳ lĩnh vực gì cũng phải có sự chính trực trong đấy. Thì đấy là bốn cái yếu tố giúp mình thay đổi sự nghiệp đúng không ạ, giúp mình thay đổi con người, giúp mình thay đổi cuộc sống rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và hy vọng là những cái chia sẻ này của mình nó có thể giúp ích được cho ai đấy, giúp ích được cho các bạn, giúp ích được cho bất kỳ ai để có thể có một cuộc sống tốt hơn. Thì nếu như bạn thấy hữu ích thì hãy vui lòng giúp mình, đó là chia sẻ cái video này để cho nhiều người thấy được cái họ cần phải làm là gì để phát triển cuộc sống cũng như là phát triển tương lai các bạn nhé. Xin chào mọi người, mình là Huy, là chuyên gia trong lĩnh vực phân phối ghế massage chính hãng ở tại Việt Nam.